trong trận ra quân tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chusier đã giành chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Philippines. Trận đấu này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông Trung Quốc, với sự khen ngợi dành cho màn thể hiện của đội bóng áo đỏ. Báo Trung Quốc 163.com đánh giá cao tuyển Việt Nam nhưng cũng lưu ý rằng họ có phần may mắn với bảng đấu nhẹ nhàng hơn. Với bàn mở tỷ số từ Văn Toàn và bàn thắng ấn định từ Đình Bắc, tuyển Việt Nam đã chứng minh sức mạnh và đẳng cấp của mình. So sánh với các đội tuyển khác trong khu vực, tuyển Việt Nam được nhận xét có lợi thế với 3 đối thủ trong bảng là Iraq, Indonesia và Philippines, không phải đối mặt với các đội tuyển mạnh như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Sự nhẹ nhàng của bảng đấu cung cấp cho tuyển Việt Nam cơ hội lớn để tiến xa hơn trong giải đấu. Báo Trung Quốc cũng nhận xét rằng, dù tuyển Việt Nam không phải đối đầu với các đội mạnh nhưng họ đã hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm quan trọng ngay tại trận mở màn. Đồng thời, báo này cũng đưa ra nhận định sức tấn công mạnh mẽ của tuyển Việt Nam và khả năng cao họ sẽ giành ngôi nhất bảng, tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026.